Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phạm. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Orchivin. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về Orchivin cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Thành phần Silontazolide Hydrochloride Tá dược vừa đủ Chỉ định Nghẹt mũi do nhiều nguyên nhân khác nhau Hỗ trợ điều trị sung huyết mũi họng trong viêm tai giữa Trợ giúp thải dịch tiết khi bị tổn thương vùng xoang tạo điều kiện nội soi mũi dễ dàng. Chống chỉ định Quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Trường hợp cắt tuyến yên qua xương bướm, phẫu thuật ngoài màng cứng. Viêm mũi khô, viêm mũi teo. Lo góc hẹp. Liều dùng Trẻ em dưới 1 tuổi không nên sử dụng sản phẩm này. Trẻ em từ 1 đến 2 tuổi dùng theo kê đơn của bác sĩ trẻ em từ 2 đến 11 tuổi dùng theo sự giám sát của người lớn. 1 đến 2 giọt một lần, một đến 2 lần một ngày, không quá 3 lần một ngày. Tác dụng phụ Thường gặp nhất là đau đầu, có thể xảy ra có cảm giác nóng rát ở mũi, cổ họng, kích ứng tại chỗ, buồn nôn, khô niêm mạc mũi. Thận trọng Cao huyết áp, bệnh tim mạch hay bệnh tuyến giáp. Phi đại tuyến tiền liệt. Bệnh nhân quá mẫn cảm với các thuốc adrenergic. Sản xuất Thụy Sĩ Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Orchivin, đồng thời biết cách sử dụng Orchivin cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham